làm người ta nói Út Nhất có được giúp đỡ rồi Út Nhất nghỉ làm thì người ta sẽ nói, đúng không Út Nhất? Hồi sáng giờ chạy được nhiêu rồi? Dạ hả? Này là mình chạy ăn hay chạy bán? Ồ, hai con tôm mắt đỏ, đúng không? Đúng rồi. Út Nhất đừng buồn nha. Sao mà Út Nhất quải cái bao với anh Tú quải cái bao, hai người hai bao thấy giống giống nhau quá. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác, quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt ở trong một cái ruộng của ớt. Út Nhất thì vẫn miệt mài đang hái những cái trái ớt đến vụ thu hoạch này cô bác quý anh chị. Ngày hôm nay là cũng hơn một tuần lễ rồi, thì Bùi Hồ mới quay trở lại đây thăm Út Nhất và xem cuộc sống của Út Nhất tình hình hiện tại như thế nào. Thì cô bác quý anh chị vẫn thấy đó, vẫn một hình ảnh rất là quen thuộc, một cái chiếc nón lá, một cái áo tay dài để mà đi làm. Ngày hôm nay thì Út Nhất là một buổi hay là một ngày? Làm buổi cưng, hôm nay gần gầu rồi. Gần rồi rồi. Ba đâu nữa xong mà. Dạ, cuộc sống mình hổng gài sao thì Út Nhất? Út Nhất nào ngay bằng mướn sống thấy cũng thì y gan như hồi trước đi. Vậy ha. Cũng khỏe. Tại mình cũng có màn lại gài lạnh hoài đó. À, một tiếng này là 15 ngàn. 17 ngàn chứ? 17.500 cơ. Dạ. Ớt bây giờ có giá không Út Nhất? Nghe mấy bà chị nói 1 ký là chị chủ nó 1 ký có 2 mấy ngàn, 2 ngàn. Cũng lâu lâu rồi em mới quay trở lại Út Nhất nè. Thì cuộc sống của Út Nhất với ông cụ bây giờ như thế nào? Ông ấy cha giờ ổng cũng ổng khỏe hơn. Dạ. Cái ổng ở nhà ổng cũng coi chuyện nhà. Dạ. Cho cái đi làm. Ông cụ thì vẫn ăn uống được thôi Út Nhất ha. Khác thì ổng cái gì thì ổng sàn đồ với ông em cháu rồi. Cái coi cái chưa ở nhà nữa, đi làm 10 giờ lên cho con nấu cơm ăn. Nấu cơm ở nhà chưa Út Nhất? Út Nhất chưa có bắt nấu cơm nên nấu sớm quá cái hộp cơm nó cứng đó. Cái ổng nói khó ăn khi màn lên đi hả, nấu cũng được. Dạ. Một tiếng là 17.500. Nhớ ngày trước là hái ớt là hái theo ký Út Nhất. Tại giờ cũng như ớt nó ít đó cưng. Nào ngay cũng không có mướn ký. Hái không có ký hả? Nó không có ký, giờ bẻ bụi. Với lại hái sau ký thì có tình trạng là hái nhanh nhanh rồi đứt mấy cái tròn cọng ớt. Đứt mấy cái bông ớt á, bông ớt như thế này nè. Cũng như con bẻ ký đó, cái con giật. Con giật cho nhanh. Bệnh cho nó nhanh ký đó, rồi cái đứt bông, đứt hoa của ổng hết trơn. Tại mình bẻ ký mình phải làm lẹ mới có ăn. Đúng rồi. Cứ giành giật nhau cho giữ cái ớt với trụi hết. Đó mình ta sợ gì ta không dám mướn để ký. Còn mướn hai buổi này thì nha, hái nhẹ nhẹ tay thôi ha. Hai buổi này cũng đứng chuyện bẻ lai gai hoài vậy nè, không nghĩ tay thì thôi. Sáng nay Út Nhất ăn gì đi làm á? Cháo đó thôi. Cháo hả? Cháo đó mẹ đi. Cả hồi sáng nay cũng mưa đó. Trái này to quá Út Nhất. Ớt này nhẹ vốn hơn là hành không? Này hả? Vốn nó cũng là nặng. Sao? Vốn nó cũng nặng lắm. Dạ hả? Vốn nó cũng nặng, nặng kéo dục nó nhiều lắm. Hôm trước là nghe nói ông chủ nào nói Út Nhất bây giờ giàu hơn ông chủ nữa. Có một cái áp lực cũng khá là lớn là đang là gánh được là gánh nặng đối với Út Nhất luôn. Nói chung là được giúp đỡ nhiều là một niềm vui, nhưng mà bên cạnh cái niềm vui đó lại là một cái gánh nặng. Gánh nặng như thế này nè, Út Nhất bây giờ nghỉ làm không được, nghỉ làm người ta nói Út Nhất có được giúp đỡ rồi Út Nhất nghỉ làm thì người ta sẽ nói, đúng không Út Nhất? Mình phải đi làm như máy ảnh điện đâu mình đi đó. Chứ mình không dám nghỉ. Chứ mình nghỉ làm thì người ta nói mình ha. Cái đó mình cũng như có ăn rồi cái mình không có cần làm đó. Mà thấy cũng không có được, bởi vì cuộc sống mình quen rồi, dưới hai nó ra cồn làm chung nó quen đó cơ. Người thấy vắng chứ không buồn. Cũng rất bắt buộc cũng phải đi làm chứ dễ gì, mà của cuộc sống của mình sao thì làm y vậy. Xã hội nhiều lời ra tiếng vào lắm. Khi mà mình được giúp đỡ thì mình khổ á, thì người ta lại thấy mình, có thể nhiều người người ta lại có cảm giác là khinh ghẻ. Nhưng mà khi mà mình được khá lên thì người ta lại giống như là ghét mình vậy. Cũng có người thương mà cũng có người ghét, nhưng mà đối với Út Nhất chắc người thương nhiều hơn. Sống ở đời mà ai
cũng vậy thôi nhất. Dạ, dạ. Cũng có người thương mà cũng có người ghét. Cũng có sự ganh tị chứ không nhất ha. Tao giờ thì ghét nhiều hơn thương. Đúng không? Ghét nhiều hơn thương chứ không có. Hồi đó nhiều quá. Hồi lúc người ta nói à, cái miệng mà nói ta thương mình mà ta thương cái miệng thôi. Chứ ai có giúp mình được đâu. Rồi ai có phần có phước thì người đó hưởng. Có phần thì được hưởng. Vậy đó. Người nào có phần thì người đó được hưởng. Dạ ông biết hồi đó khổ vũ hưởng. Giống như ông biết hưởng. Em bước nó mà có mấy chú đồ ủng hộ mà chia sẻ với nó được. Thằng này chị em tôi cũng mừng đó. Dạ. Đã nó khổ một chết. Rồi trước nó khổ một chết rồi giờ nó chỉ là quá mừng cho quá, nó rồi. Quá mừng. Thiệt. Tôi nói mà Út Nhất gì là chị mừng cho em dữ lắm rồi. Được giúp đỡ có ghét Út Nhất không? Bà. Rồi đồng ơi, nó mừng nhất là chết luôn chứ làm gì ghét. Lúc trước thấy khổ quá đúng không? Một mình gánh hai ba người. Khổ mà mình giúp đỡ không được. Lúc đó khổ đã mình nghèo, nó còn nghèo hơn mình nữa. Rồi làm sao có giúp thì có chị em thì như ví dụ bán nước á. Rồi nhiều khi chế em bút cho chút đỉnh đó, nhiều khi bán vô cũng không chừng. Dạ đó. Nhưng mà thấy Út Nhất ai cũng thương á. Nói chung ra hoàn cảnh Út Nhất thì ai cũng thương. Dạ. Thật thà mà lại siêng năng nữa. Nó không chịu ở nhà đi mặn nữa đó. Dạ hả? Dạ. Đó là đó từ giờ quen. Giờ ở nhà cũng không được. Gà cho ổng ở nhà đi, ổng cũng đi tới luôn, cũng mạnh mạnh. Chỉ có buồn là mẹ sau khi có nhà xong mẹ Út Nhất lại đi đột ngột qua đi sớm. Tuổi thọ rồi nhưng mà phải ở vài tháng nữa cũng dạ. Thôi nhưng bà cũng mà bà sống để gia khỏi với con cháu. Rồi vừa có khỏe khỏe mấy chú đồ giúp đỡ Mạnh Thường Quân đồ giúp đỡ được tượng cháu quá mừng. Mừng người cái ra đi vậy. Không nhưng mà bà ra đi cũng thanh thản. Cũng nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng là vì con cháu mình đồ cũng có nhà cửa ở. Dạ, đó. Chắc bà cũng an tâm rồi bà ra đi. Dạ. Rồi con cảm ơn hai cô ha. Dạ. Ồ, cái này cô hái rau trai về nấu canh đó hả? Nấu canh. Ngon ghê ha. Cho xin bánh trái ớt của mấy ông bà chủ nè. Ở quê này đâu có tốn tiền gì đâu. Này là rau trai nha, cô bác anh chị rau này ăn rất là mát luôn á. Rau này mà nấu canh với lại tép. Trời ơi, nấu canh tép là ba cháy luôn á. Tôi thì lạc rồi cái nấu canh không vậy đó. Dạ. Nêm miếng bột ngọt rồi ăn. Ở dưới quê này đâu có cần nhiều tiền đâu mà mát mẻ nữa. Cặp vé xong rồi mát quá. Sáng đem ra đây rồi cái hồi nãy đem xuống dưới. Dạ. Rồi giờ về. Dạ. Về gặp rau trai quá ngon. Bán nước hả? Bán nước cho mấy ông hay ướt hả? Bán trời. Nước ở ngoài cồn nè, người mằn cỏ hay là bất cứ cái ai uống thì vậy là vừa có lời mà vừa có ăn luôn rồi. Cỡ này bán cũng chậm quá. Da gán mà nhưng mà con thấy dọc con sông này là rau nhiều lắm á. Đúng. Rau nhiều lắm. Chú mà muốn ăn ha, rau dền hay là rau chay hay là rau muống đi hái một lát là về ăn mệt nghỉ rồi. Dạ. Ở trên đó cái cây dây leo đó cô bán với chị không biết không? Lá mơ. Lá mơ. Cái này lá mơ đi. Lá mơ ăn rất là nên thuốc luôn. Vậy hả? Dạ. Biết này lá mơ. Lá mơ ăn với chuối chét á là trị bao tử hay lắm. Ăn rau sống á. Dạ. Dạ đúng rồi, nó có chất chét. Này ăn với lại chấm với lại lá chuối chét, chấm với lại mắm tôm cũng được. Hoặc là chấm cá kho, ăn ngon lắm. Dạ lá mơ này ăn ngon lắm. Ở đây có rau dịu nữa kìa. Có rau dịu rồi nhãn lồng nhóc á. Rồi càng cua nữa. Rau trai này ăn là nó mát lắm. Dạ mát. Rau trai này rau trai loại rau trai bự cái cọng bự rồi rau trai bà. Dạ rau trai nhỏ này ăn ngon. Ngày xưa là cô bác anh chị biết không, ngày xưa mà lúc Bùi Hồ còn đi học á là cứ hái rau trai ngày trải lúc mà học tiểu học hình như là lên gần lên cấp 2 hình như 90 tuổi á là Bùi Hồ hái rau trai này nè đem ra chợ ngồi bán phần nhúm ra phần nhúm lúc đó là con sẽ phân nè cho cô mấy trái lúc đó con phần nhúm ra gì nào phần nhúm như 200 đồng hay sao á rau trai với lại rau dền rồi bán lấy tiền đi học. Hình như nhúm vậy là 5.000 nè. Dạ. Bây giờ nhúm về 5.000 ha. Dạ, hồi đó là có 200 đồng mà.
Lúc mà con còn đi học á, con bán lấy tiền đi học là nhiêu nè, nhúm nhỏ mà con phân ra nhiều nhúm lắm. Tôi thì giàu đó hả, tôi mặn dữ lắm, em á thì 12 đứa em. Cái đi mặn còn mấy anh về là hái về. Đàn ông còn đúng. Nút cơm gì nè, cái nồi và số 10 hen là đẩy vô 10 lon là hơi nhão nhão đâu mà nhiều nhiều. Đang mà ăn mới đủ. Dạ, miền Tây mình là phải nói rau là số 1 luôn. Về cái đổ vô cái bắt đầu hồi đó đâu có cái vụ bột ngọt đường. Cái để gì cái lột. Lột gì? Ấy vô cũng như canh trời vậy đó. Cái mình chan nước ăn. Lấy nước làm canh. Rồi nó ăn vậy mà ngon. Nước mắm đổ cái quẹt. Đàn ơi hồi đó hả? Ăn cực khổ lắm chú ơi. Tôi thì cực khổ đã quen rồi. Hồi xưa tới giờ dòng em đông, rồi nghèo nữa thì đâu có cái cảnh mà ăn mà như bây giờ mà mấy miền Tây kia. Miền Tây chính hiệu đó cô bác, nói chuyện gỗ gãng đó. Rồi miền Tây hào sản như cái chất giọng nói của nói mình cái gì mình nói nè, nói phải gỗ gãng, nói lớn tiếng mới được. Nói nhỏ nhỏ nói không có được. Dạ. Thấy không? Dạ. Dân ấy nắng ra muốn ở dưới đó nè. Trời ơi, dấu hà, dấu hà. Ngon ghê. Này rau muống đồng nha. Rau muống đồng này mủ nhiều, rau muống đồng này luộc ăn ngon lắm. Chấm sống ăn vẫn ngon luôn. Rau muống này nó có nhiều chất sắt. Và đặc biệt ăn rau muống này rất là tốt. Tại buổi hồi ngày xưa học môn sinh học. Dạy thì ra dạy môn sinh học luôn á. Cái này nấu canh. Này nấu canh là mát. Chấm cá kho. Dạ. Bây giờ buổi hồi lại đằng kia quay cái cảnh. Quay cái cảnh miền Tây kìa, cái cảnh chài cá kìa. Đằng kia chài cá đúng không con? Không phải. Đó, dưới sông kìa. Thả lưới, thả lưới. Chài cá. Đây. Đây, hiếm gặp cái cảnh miền Tây dữ không? Chài có không anh? Có. Ủa hai anh chài hai cái chài hả? Hồi sáng giờ dính nhiều chưa? Cái gì á? Dạ. Cái voi, cái chỗ này là đằng kia là cây nước. Chỗ này nước sâu á. Có cái voi đó, cái là giải là mới được. Ở miền Tây thì vào độ tháng này là người dân miền Tây thì gọi là mùa nước đổ hay còn gọi là mùa nước về. Một cái tên gọi khác thân thương hơn so ở miền Tây đó là mùa nước nổi. Nước nổi nó sẽ khác với lại lũ nha cô bác anh chị. Lũ thì nó một cách ào ạt hơn. Tuy nhiên là nước ở miền Tây nước nổi vì họ gọi cái tên đó, mỗi khi nước về thì người dân sẽ sống với cái cảnh chài lưới đánh bắt cá trên sông như thế này. Ngày xưa là mỗi lần nước về thì miền Tây lại nhộn nhịp hơn với cái cảnh là người dân sống hòa mình vào con nước như là đặt lợp nè, rồi giăng lưới nè, hoặc là thậm chí là chài như thế này. Hiện nay thì cái cảnh này thì cũng đã hiếm rất là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay chia thấy một cái thước phim như thế này, chia sẻ cho cô bác anh chị biết luôn. Có không anh? Tên kia nào dính cho em coi với. Đâu gần lại cho em coi với ơi. Anh bơi lại. Miền Tây những năm nay thì bao đê để mà làm gãy, thành thử ra là sẽ hiếm cái cảnh là mùa nước nổi. Thành thử là miền Tây nó cũng buồn. Anh cho em coi với, xích em nè cho em coi với, cho nước ngoài coi luôn. Đúng rồi, nó là ăn tôm hay là ăn tép bạc đâu. Hồi sáng giờ chạy được nhiêu rồi? Dạ hả? Này là mình chạy ăn hay chạy bán?
Ồ, hai con tôm mắt đỏ. Đúng không? Tôm này cạn canh mà lại chưa có cạn. Mấy năm nay thì lũ về ít, thành thử nước về ít nên thành thử là miền Tây mình nó cũng cạn kiệt cá dần rồi. Đặc biệt là cô bác anh chị biết mà những cái thước phim mà Bùi Hồ quay ở Campuchia, cuộc sống của người Việt ngay tại Campuchia, ở ngay tại Siem Reap á, ngay tại vùng biển Hồ á, thì người dân Việt Kiều Campuchia xuôi dòng sông Mekong lại trở về Việt Nam rất là nhiều. Vì sao? Thời gian đánh bắt ở Campuchia, nguồn thủy sản cạn kiệt, nên người dân họ về đây, họ bắt đầu sống với một cuộc sống gọi là sống Việt Kiều không quốc tịch. Và cuộc sống của người dân ở dưới cái vùng hạ lưu sông Mekong như thế này nè, thì cá thì cũng khá là hiếm luôn. Thì hôm nay chia sẻ cho cô bác quý anh chị về một trong những cái cảnh mà miền sông nước, để hiểu thêm về cái cuộc sống của người dân miền Tây hào sản và sống với là cái nghề sông nước nó hiền hòa và thân thiện như thế nào ha. Thôi bây giờ chắc có lẽ là lên gặp Úng Nhất tí xíu nữa, hồi sớm giờ nhiều chuyện hơi nhiều rồi. Úng Nhất ơi, nhiều chuyện mà hồi sớm giờ lội xuống xuồng mệt quá Úng Nhất. Đúng rồi, nhưng mà cảnh miền Tây là số 1 Úng Nhất ha. Sao mà mướn 2 tiếng mà hái mấy cây chết không biết nào được ký trời. Cái này cũng như nó hái đó, cái nào có mình về. Ôi, vậy là ông chủ lỗ gì Úng Nhất này rồi. Hả? Ông chủ lỗ vì Úng Nhất này rồi. 2 tiếng mà hái kiểu này là thua luôn rồi. 1 tiếng mười mấy ngàn mà hái được có mấy trái. Này nó thông báo với ông chủ bà chủ là xem được clip này cũng bỏ qua nha. Biết sao cái uống này nó bị hư cái chỗ nóng đây kìa. Bị thối á. Mưa quá nó bị thối. Nhưng mà trái to, mưa thì trái to nhưng mà lại ít màu thối. Màu thối như mưa hoài đó kìa. Ớt nó không chịu mưa. Ớt nó thích nắng lắm. Mưa cái nó bị úng trái đó. Mà trái ớt này ăn nó không cay bằng cái ớt hiểm kia. Không, ớt này nó không bằng ớt hiểm của anh Ba Cường. Đúng rồi. Ớt hiểm của anh Ba Cường, ớt nó ăn nó thơm, nó ngon. Ngon. Ớt này hai cử nữa cũng nhổ cây hết chứ. Cái này hả? Chua hai cử nữa là ổng nhổ dây cây rồi. Ớt là ăn lâu không chứ? Hả? Ớt ăn lâu không? Không, ớt đợt này, cái mùa này á. Như cái mùa này nó bị bệnh. Như mùa đó, như cái ớt, mấy cái ớt con bẻ đâu có bẻ. Mưa quá. Như mưa quá cái nó vàng đầu, cái nó bị lụng, nó đâu có tàn đâu. Úng Nhất nói chuyện với ông chủ bị bệnh luôn á. Cái tái nó không có. Úng Nhất ơi, Úng Nhất nói chuyện với tụi em là ông chủ bị bệnh luôn á. Buồn. Mướn nó nói, mướn hái mà nói chuyện hoài. Ông cũng biết nữa cơ. Dạ. Ông không biết ớt bẻ nó không có ký. Không có ký. Ông nói tại vì trái nó không có. Thì cái bẻ nó cũng ớt ăn vừa sáng mắt nè. Mà lại vừa tăng cái vị giác á. Có nghĩa là mình ăn món ăn vô á thì ăn nó cay nó làm cho mình tăng cái vị giác ở cái đầu lưỡi, làm cho ăn ngon hơn. Vậy là mấy cái đám ớt thắt như vậy là đâu có câu giờ đúng không chứ? Cái này hả? Câu không được. Vậy hả? Câu cái thấy nó kỳ vậy lắm. Còn trúng mấy câu giờ phải không? Trúng mà trái nó dậy lên đó. Hái hoài không hết lối đúng không? Là mình bẻ nó dễ ấy. Ở đây là người ta tưới bằng hệ thống tưới tự động hết rồi cô bác quý anh chị. Có nghĩa là người ta sẽ đi một hệ thống dây nước. Bây giờ ở miền Tây á, người ta biết lắp đặt một cái hệ thống nước và tưới tự động, cứ chiều mở ra chứ không phải là giống như ngày xưa mà cứ phun theo tưới theo từng thùng á. Rồi sau này người ta hiện đại hơn tí là người ta đào những cái rãnh như thế này nè. Người ta sẽ cho nước vô. Rồi sau đó người ta đặt cái máy hút nước và tưới lên. Rồi bây giờ hiện đại hơn tí xíu nữa là người ta sẽ tưới bằng hệ thống tưới nước tự động. Và tưới nước tự động bây giờ khỏe công lắm. Mưa hay không mưa thì ta cũng tưới được. Và đặc biệt gần sông ta đặt mua tưới dưới sông được không nhất hơn. Ta đặt cái sông cái lên ta quay đó. Giờ người ta gắn vòng quay không à. Đúng rồi. Người ta trồng cái đó, người ta tưới lên cho cái cây. Ngày xưa là làm gãy là phải nói là cứ tối ngày là bán lưng cho trời, bán mặt cho đất. Cứ tối ngày trong gãy hết tưới nước thì lại làm cỏ như thế này. Bây giờ người ta mướn làm cỏ gì không chứ? Có, cũng như là nữa khi người ta nhổ cây ở trên. Người ta cũng mướn mình dãy cỏ cho nó sạch, cái nào người ta mua gom về cái người ta trồng lại cái khác. Cô bác quý chị thấy ở miền Tây phù sa dữ lắm. Và đặc biệt là ở trên cái vùng đất cồn như thế này, đất nó rất là phì nhiêu. Vì đây là một cái cồn, hay còn gọi là ở người dân nơi đây người ta sẽ gọi là cái cù lao. Cù lao thì ngày xưa người ta dùng thường để nấu, để mà đám giỗ rồi đó.
thì cái phần ở giữa và xung quanh đó là nước, thì gồm có là nội tạng của heo nè, rồi ba gội nè, rồi thêm mắm, rồi thêm bắp non á, rồi thêm một số củ nữa, thì gọi là cù lao hay là gọi là cái cồn cũng được. Mà đất cồn này là đất được bồi đắp từ cái con sông Tiền, nó từ ở dưới do sự nâng lên hạ xuống của vỏ trái đất á, thành nữ là nâng lên, thành nữ đất này là đất bồi đắp á, nên là nữ là cây gì mọc cũng tốt kìa. Đằng kia có cây bạc hà kìa, thấy cô bác quý chị thấy không, một nhánh thôi là hết sảy, mà thậm chí là ta trồng vậy nha, mình vô sinh là ta cho luôn á, miền Tây là vậy á, đúng không Nhất? Cho không? Cho ta chửi á. Phía bên này có lá xăm nó đẹp nhất. Có xăm nhóc ở trên. Miền Tây cứ dăm cây xuống là có trái. Người ta trồng xăm á, cưng người ta hái người ta bán thêm á. Mà này, mấy năm nay nước nó người ta đang ngăn đê hết, nước không có về lên nữa. Sống với cái nghề đánh bắt bây giờ nó không còn nhiều nữa. Ông Nhất ơi, nói Nhất đừng buồn nha. Sao mà Út Nhất quải cái bao với anh Tú quải cái bao, hai người hai bao thấy giống giống nhau quá. Ông Tú ông quải cái bao ông lượm ve chai á. Gặp cái cảnh Út Nhất quải cái bao gì thấy giống ít ớt á cơ. Ờ. Cái mình để nó gà gà cái trời nó gãy. Mà cô bác cái vậy thấy giống không? Anh Tú anh nói bỏ bao đi cho cuộc đời nó khỏe. Đây, một cái đá vớt như thế này. Cũng đã sáng hôm qua với lại sáng ngày hôm nay á, thì màu xanh pha lẫn với màu đỏ sau khi một buổi ở trong giữa cái đám như thế này thì rồi chỉ còn là một màu xanh của lá thôi và màu xanh của trái sống thôi, còn cái màu đỏ thì coi như là đã không còn, mà ông chủ thích màu đỏ hơn. Đúng không chị? Ở cái này là cái gì á? Cây lửa đồng. Cái gì? Cây lửa đồng. Là sao? Dạ phơi khô quá. Trời, nó trị gì á? Em không biết. Bán nhiêu ký? Anh phơi khô đi 20.000 ký. Mà không biết bán cho ai? Dạ thì mấy người ta mua thuốc nam đó. À, cây lửa. Lửa đồng. Lử. Lửa đồng. Không biết luôn. Em cũng mới biết năm nay đó, thấy ta mua cái nhổ đó. À, vừa sạch cũng không biết nữa. Vừa sạch lối mà lại làm thuốc luôn đúng không? Rồi biết nào được ký? Mùa mưa này có làm gì ra tiền đâu. Nhổ nhiêu được nhiêu được. Hái hết giờ xong cái mình nhổ ha. Dạ, tại em thấy sẵn này có nhiều nè. Dạ. Nhổ đi. Nhổ đi. Mưa là biến ra. Cái này là của chị đúng không? Dạ. Con ớt này của chị hả? Con ớt này của cậu ba. Vậy ha. Để mướn mà. À. Cháu của cậu giúp đó. Ừ. Cái này chị gì ta? Cô bác của chị biết để lại bình luận cho Bùi Hồ với ha. Để có biết mà chị với người ta đây, cây này nó một dải nhóc á, cây lửa lưỡi đồng hả? 20.000 ký. Ở dưới này là toàn là thuốc không á. Đúng không anh? Cái cây này là cây cho đẻ. Trị bệnh gan. Nhiều cây lắm, nhiều cây trị thuốc lắm. Hai vợ chồng nhổ thôi, biết nào được 20.000. Cái này 1 chục ký 4 nó có được ký khô à. Trời. Nó nhẹ hiệu luôn á. 1 chục ký mới được ký khô là có 20.000 thôi. Rồi nhổ bao lâu mới được 1 chục ký? Cũng 2-3 tiếng hồ đó, tùy theo số lượng nó nhiều ít. Ít lao rau vậy chắc cỡ 2 tiếng luôn. Nó kiếm tiền khó không? Nhưng mà ở miền Tây là kiếm rau là dễ lắm. Rau ngoài cái con kinh thiệt chút xíu là có rau, mà rau của ta nhiều nha. Mình xin. Tại vì rau này nó mọc ở trong mấy cái đám ớt này thôi à. Đất cậu ba nhiều này, chứ mấy đất kia đâu có đâu. Dạ. Đó, miền Tây dễ kiếm tiền không? Thôi đi ra ngoài này cô bác anh chị. Thôi em đi ha. Hôm nào gặp lại cho đi quay chung. Ngoài kia là cái con sông, sông đó là sông Tiền. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì có hai con sông rất là lớn chảy hai nhánh chính, đó là sông Tiền và sông Hậu. Sông Tiền thì chảy qua các tỉnh như là bắt đầu từ Campuchia thì chảy về Hồng Ngự, Đồng Tháp, Vĩnh Long nè, Tiền Giang nè, Vĩnh Long nè, rồi
đi xuống Sóc Trăng, còn sông Hậu thì chảy qua An Giang, thì chảy qua Cần Thơ, chảy qua Hậu Giang và đổ xuống gần gần mấy cái cửa biển ở dưới cô bác anh chị. Ấy, ông Nhất đâu tiêu rồi? Dạ ơi, bỏ Bùi Hồ luôn. Và thôi thì như vậy thì Bùi Hồ cũng sẽ kết thúc video clip tại đây. Ông Nhất cũng đã về rồi. Và đây là một cái đoạn clip Bùi Hồ thăm lại Ông Nhất sau gần 10 ngày quay trở lại, thì cuộc sống hàng ngày của Ông Nhất vẫn như vậy. Vẫn còn đó một người nông dân lâm lũ đi kiếm từng đồng để mà nuôi cha và hai em. Ông Nhất có nói một câu mà Bùi Hồ rất là thương, đó là sổ tiết kiệm đó cứ để dành, sau này cần cái chuyện gì đó thì rút ra chứ không có xài, tại vì lao động Ông Nhất hàng ngày thì có thể trang trải đủ cho gia đình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô bác anh chị ở video clip sau. Bye bye.